Trước mặt các bác đây là đôi loa cột và đôi súc đồng bộ của QT Acoustic em thanh lý nhé. Bởi vì bên hãng báo là giá hỗ trợ đến mức tối đa rồi. Bây giờ em thanh lý cho các bác. Cả bộ 14 triệu. Bao ship là hai cột, hai cây tì cọc, hai con súc. Các bác nhá, 14 triệu bao ship. Và hiện tại là không muốn thanh lý, nhưng bây giờ em cần thanh lý đi để lấy mặt bằng, giả lại mặt bằng cũ này. Đấy, các đồ này là ngày mai kia dọn bằng sạch rồi. Em thanh lý đi để trả mặt bằng, để chủ đất còn gây dựng lại cái sự nghiệp của chủ đất. Cặp này thì các bác có thể chơi karaoke gia đình được, dùng ngoài trời được. Các bác nhé, chơi gia đình được, dùng ngoài trời được. Event nhỏ như kiểu như là sinh nhật gì đấy nè, cũng có thể hát hò được, rất tốt. Và em sẽ hỗ trợ setup cho các bác. Hoặc là các bác có thể mua thêm một cái con văng số của QT để matching, tức là đồng bộ luôn cả luôn. Các bác về chỉ việc kết nối với loa là xong thôi. Thì em sẽ kết hợp luôn cho các bác. Đôi này không thôi, bộ này không thôi là 14 triệu bao ship nhá, thùng bìa đầy đủ. Đấy, và giá là thanh lý rồi. Còn giá cũ thì nó phải gần 20 triệu cơ. Bởi vì giá cũ thì các bác cứ tính nhá, 5 triệu quả súc này. Hai quả là vào 10 triệu. Cộng đôi cột là vào 16 triệu 8. Đôi cột là 6 triệu 8. Ngày xưa nhá, đợt đầu mới ra là 8 triệu một đôi cột. Sau bắt đầu xuống 6 triệu 8, bây giờ còn xuống giá nữa. Bây giờ như bộ này em thanh lý cho các bác là có 14 triệu và bao ship. Cái tiền ship là mất 1 triệu rưỡi mà. 500 một quả, 500 một quả là 1 triệu. Hai cái cột này với hai cái tì nữa, tì cọc nữa là vào khoảng tầm 500 nữa. Thế là vào 1 triệu rưỡi rồi nhá. Nên là bây giờ em thanh lý cho các bác. Tình trạng còn đẹp, hoạt động bình thường. Các bác nhé, tình trạng còn rất đẹp, hoạt động bình thường. Súp là M15i. Cột đây là RX602. Đấy. Thanh lý để trả lại mặt bằng cho chủ đất. Bây giờ các bác nhìn chủ đất và đống đất này. Bây giờ nhìn thấy đống đất thôi, chưa cần đấy thì thấy chủ đất. Nhìn thấy cái đống đất đằng sau này thôi là đã ngán lắm rồi. Đấy, không biết năm nay đẹp năm hay là thế nào mà công thi nhau xây nhà rồi là sửa cửa các kiểu. Bây giờ là đống này em không có mặt bằng làm nữa nên là thu hồi, trả lại mặt bằng. Và những cái hàng to thì chắc có khi em cũng dọn dần thôi, không bán hàng to nữa. Bởi vì mặt bằng không có thì bán hàng to bán làm sao được. Bày ra đã đống này đống kia này, các bác nhìn này, rất nhiều. Toàn hàng to hàng khủng thôi mà bây giờ không có mặt bằng thì em chứa vào đâu. Nên là các hàng to em thanh lý hết nhé, trả lại mặt bằng để chuyển sang các hàng bé. Không có chỗ thì lại bán hàng bé, có chỗ thì lại bán hàng to. Bên em thì bây giờ bán hàng bé thôi, không bán hàng to nữa. Thì trên đây là cái video đọc lại giá và quay cho các bác xem nhé. Còn các bác nào thích thì qua cửa hàng nghe, trải nghiệm thực tế. Hoặc các bác có thể mua thêm một cái vang số thì sẽ cộng thêm là vào 2 triệu 9 nữa các bác nhé. Mua thêm con vang số của QT SV1100 thì anh em sẽ lưu sẵn cái playset ấy, các bác về là chỉ việc dùng thôi, về chỉ việc hát thôi, là cộng thêm 2 triệu 9 nữa. Thế là vào 16 triệu 900 là cả loa, cả súp, một cái vang số và tặng cho các bác giấy giác phụ kiện đi theo đầy đủ. Đấy các bác nhá. Thì các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Một lần nữa em xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Hôm nay là dọn rồi, không có chỗ thiết kế nữa rồi.